Kính thưa Linh Mục Tà Điều Nguyễn Văn Lý, trong tuần lễ thứ 9 này, lời kêu gọi tổng biểu tình cứu nguy Tổ quốc, thưa cha, có những cái điểm gì đặc biệt cần nhấn mạnh trong lời kêu gọi này? Xin kính mời cha. Kính thưa quốc dân đồng bào Việt Nam rất thân yêu trong và ngoài nước. Kính thưa tất cả quốc dân đồng bào Việt Nam đang tham dự chương trình này. Kính thưa ban tổ chức. Đây là tuần lễ kỷ niệm 42 năm và 72 năm, tức là 15.336 ngày và 26.160 ngày quốc tang của toàn quốc dân Việt phải lệ thuộc tàu còn cực kỳ khổ nhục dưới chế độ cộng sản. Dịp này là dịp kêu gọi tổng biểu tình tuần thứ 9 giai đoạn mới. Kính xin toàn dân toàn quân hãy tổng biểu tình đồng loạt toàn quốc để hỗ trợ cho bốn lực lượng đại biểu quốc hội, công an, quân đội, cán bộ các cấp các ngành, áp lực buộc bộ chính trị chi bộ nhỏ tay sai nô lệ của đảng tàu ác cộng phải từ chức ngay, không để cho họ tiếp tục bán đất bán biển, nhường đạo nhường lãnh thổ, nhường quyền lợi của quốc dân Việt cho tàu cộng nữa. Chúng ta đang mất nước quá khổ nhục và xin được tóm lại trong một câu thơ cô đọng tất cả nỗi khổ nhục ấy: Mao còn đạn nguyện một lòng, bừng cay mắt đạo siết vòng kim cô. Việt Nam đang thực sự là một khu hàng thuộc rất thảm bại của tàu cộng như Tây Tạng rồi. Bộ chính trị đảng Việt Ác Cộng chính xác chỉ còn là một chi bộ nhỏ tay sai nô lệ của đảng tàu Ác Cộng mà thôi. Tàu còn đang xâm chiếm Việt Nam thêm hàng ngàn binh sĩ mỗi ngày dưới dạng khách du lịch và công nhân của các công trình xây dựng ở Việt Nam. Rồi lực lượng ấy đang đóng chốt chiếm giữ các vị trí chiến lược cực kỳ hệ trọng trên toàn lãnh thổ lãnh hải Việt Nam, nhất là đang lăm le sẵn sàng đánh chiếm Việt Nam để hoàn tất kế hoạch nô dịch quốc dân Việt. Trong bối cảnh như vậy thì kính xin toàn dân toàn quân phải khẩn cấp làm tám việc này ngay, không thể chậm trễ. Trước hết, chúng ta cần yêu thương và cầu nguyện cho công lý, hòa bình, đức hạnh, an phúc, cường thịnh cho dân tộc, tổ quốc, đồng bào, nhân loại của chúng ta. Phải cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc, trước khi đi biểu tình, đang khi đi biểu tình, sau khi đi biểu tình, và khi chuẩn bị biểu tình lần kế tiếp. Và nếu được, xin mọi người hiệp thông hy sinh nhịn ăn ít nhất một bữa hoặc hơn một bữa hàng tuần. Riêng dịp này thì chúng ta đề nghị là 3 ngày 28, 29, 30 tháng 4 thì nếu được thì ai có thể được
nhìn ăn 3 ngày này chỉ còn mỗi ngày một bữa thôi. Rồi dịp này thì chúng ta cũng phải hiệp thông cầu nguyện và biểu tình để ủng hộ các quốc dân Việt đang hy sinh đau thương mất mát và đang phải đối đầu rất căng thẳng với bạo quyền Việt Á Cộng ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, ở Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh, ở Vũng Áng, Đông Yên, Lộc Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, ở An Giang và các tỉnh Nam Bộ. Chúng ta nhấn mạnh thêm là phải đồng loạt thay máu, máu buông xuôi, máu lãnh đạm, máu tranh né, im lặng, ù lì, do dự, lý sự thương, e ngại, nhát sợ, đố kỵ, ghen tương, chia rẽ, ngụy biện, viện cớ, căm thù, nô dịch, bằng dòng máu ngàn đời của quốc tổ Việt và hai Bà Trưng, để toàn quốc dân Việt luôn bao dung, can đảm, cao thượng, đoàn kết, hào hùng, hòa bình, kiên vực, lạc quan, uy dũng, thương yêu, trung thành, thực tế và vượt khó. Đúng như tên Việt có nghĩa là vượt. Và hôm nay là phải mau mau vượt thoát tàu cổng. Chắc chắn quốc dân Việt chúng ta phải mau mau vượt thoát tàu cổng. Giai đoạn mới này, tuần tổng biểu tình thứ 9 từ thứ hai 24 tháng 4 đến Chủ nhật 30 tháng 4 và suốt năm 2017. Xin hải ngoại tiếp tục tùy nghi tổ chức, còn xin toàn dân toàn quân quốc nội tiếp tục khẩn cấp tập duyệt tổng biểu tình ôn hòa toàn diện đồng loạt toàn quốc với mức độ và quyết tâm cao hơn. Tại sao chúng ta lại nói là tập duyệt? Thưa là bởi vì chúng ta cần những cuộc biểu tình lớn toàn quốc với mức độ và quyết tâm thật cao, nhưng chúng ta chưa thể quy tụ được, cho nên phải tập dượt mỗi tuần nhiều ngày nhiều ngày. Hy vọng rồi chúng ta sẽ đến ngày trong biểu tình toàn quốc với hàng triệu quốc dân Việt. Cho nên nói thực tập như vậy là vừa khiêm tốn mà cũng vừa chính xác. Thực sự là quốc dân Việt chúng ta cần phải tập dượt để tập hợp lại. Và ngay trong từ tập hợp cũng đã có hàm ý là tập dượt để tập hợp lại. Dịp này chúng ta kỷ niệm 72 năm và 42 năm quốc tang cực kỳ đau thương vì toàn quốc dân Việt của chúng ta phải sống 15 ngày 15.330 ngày, và riêng miền Bắc thì quốc dân Việt đã phải sống 26.160 ngày đêm dưới ách nô lệ của Trung Quốc, bị chế độ cộng sản vô thần duy vật toàn trị theo mẫu số tàu, bị áp bức tinh vi cực kỳ khắc hơn cả dưới chế độ phát xít. Rồi chúng ta cũng tiếp tục kỷ niệm 43 năm và 29 năm tàu cộng đánh cướp Hoàng Sa, Trường Sa, để chúng ta nhắm một lúc ba mục tiêu: chống Formosa, bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống, rồi cứu tổ quốc thoát tàu cộng và đòi tự chủ độc lập, nhân quyền, công lý, tự do, dân chủ một cách minh bạch, văn minh. Bảo quyền nào ngăn cấm biểu tình ôn hòa là vi phạm nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Vì thế,
dù Conan tàu ác cộng và Conan Việt ác cộng đang hung hăng đàn áp rất bạo tàn, thì toàn quốc dân Việt vẫn phải quyết tâm không sợ hãi, phải tập dượt trong biểu tình ngày càng đông hơn và mạnh hơn. Để ủng hộ các quân dân Việt đang hy sinh đau thương mất mát, đang phải đối đầu rất căng thẳng với bảo quyền Việt Á Cộng ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, ở Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh, ở Vùng Áng, Đông Yên, Lộc Hà, Kỳ Anh, Hà Tịnh, Nghệ An, Quảng Bình, ở An Giang, Cà Mau và các tỉnh Nam Bộ. Rồi cũng vừa ủng hộ toàn quốc dân Việt đang can đảm tập dượt tổng biểu tình ngày càng đông, từ Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Móng Cái, Hà Nội đến Sài Gòn, An Giang, Cà Mau, Kiên Giang. Rồi vừa áp lực để buộc Bộ Chính trị Đảng Việt Ác Cộng là chi bộ nhỏ của Đảng Tàu Ác Cộng phải mau mau tổ chức ngừng trao đất, trao đảo, trao biển của quốc dân Việt và quyền đô hộ quốc dân Việt cho Tàu Cộng. Dịp này, chúng ta đề nghị quốc dân Việt tăng cầu nguyện mọi nơi mọi lúc từng nhóm 10-20 bạn đeo băng tang trắng đứng ở trước đình, trước chùa, trước nhà thờ, trước trường học cùng hát một bài, cùng dâng một lời nguyện cho Tổ quốc. Hình thức cầu nguyện này cũng là một hình thức biểu tình mới. Rồi chúng ta cũng đề nghị là khi biểu tình thì nên có một băng tang trắng nhỏ trên đầu, trên cổ, trên tay hoặc mặc áo trắng để vừa để tang cho quốc dân của chúng ta, cũng vừa là một dấu chỉ biểu tình bằng hình ảnh. Nếu được trên tay cầm những biểu ngữ nhỏ, ngắn, đơn giản, dễ hiểu, đất Việt của người Việt, chống tàu còn chống giặc tàu. Nơi nào mà Conan đào áp quá ác liệt, thì quốc dân Việt khôn ngoan biểu tình mini 1, 5, 10, 20, 50 bàn, chỉ cần khoảng 5, 10, 20, 30 phút tại mọi nơi phù hợp, càng bất ngờ càng dễ thực hiện. Càng bị đàn áp thô bạo, quốc dân Việt ôn hòa càng được công luận quốc tế và Liên Hợp Quốc yêu mến và ủng hộ. Cho nên quốc dân Việt càng kiên định vững tâm và càng thành công nhanh hơn. Chúng ta thiết tha mời gọi tất cả nhân sĩ trí thức, mọi người có lương tri đang phục vụ công quyền Việt Nam, đặc biệt là bốn lực lượng đại biểu Quốc hội, công an, quân đội, cán bộ các cấp các ngành, hãy đồng lòng nhiệt thành cùng đồng loạt can đảm và khôn ngoan làm năm việc 1, 2, 3, 4, 5 cụ thể thiết thực sau đây. Thứ nhất là chính quý vị phải áp lực mạnh buộc Bộ Chính trị chi bộ nhỏ tay sai nô lệ của Đảng Tàu Ác Cộng phải từ chức sớm, càng nhanh càng tốt, không để tiếp tục dưng đất dưng biển dưng đảo Việt Nam cho Tàu Cộng. Rồi quý vị phải dành quyền tạm thời điều hành đất nước trong khi tiến hành tổ chức cuộc bầu cử quốc hội dân cử dân chủ đầu tiên. Quý vị cũng phải tận tâm giúp đỡ đồng nghiệp, thao thức thiệt tha khát mong cứu quốc dân thoát Tàu Cộng, rồi cùng biểu tình ôn hòa với quốc dân trong và ngoài nước mỗi dịp lễ, mỗi chủ nhật và mọi ngày, rồi cùng chung sức giúp dân các cờ tổ ngũ sắc linh kỳ và các biểu ngữ biểu tình phù hợp, và yêu cầu các nhân viên bị sai đi ngăn chặn và đàn áp biểu tình phải ngừng ngay việc làm tội ác phản quốc này và khôn ngoan tự hào quay lại ủng hộ bảo vệ quốc dân
cùng với toàn dân biểu tình ngày càng đông. Chuyển đây kính xin tất cả các chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức, các tổ chức xã hội dân sự cùng đồng loạt cầu nguyện và biểu tình với toàn dân. Đã 8 tuần qua, đại đa số chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức, các hội viên xã hội dân sự chưa dám dấn thân cùng biểu tình với toàn dân. Chuyển đây cũng xin nhắc, hiện giờ có một số người có thể là những trí thức, kể cả những chức sắc các tôn giáo đã sai lầm, tác hại rất lớn khi nói Trung Quốc đang trỗi dậy và phát triển trong hòa bình. Rồi một xảo ngôn khác là đừng biểu tình vì càng biểu tình thì tao càng quá nhân. Rồi một ngụy biện khác là Việt Nam đang có cơ may hội nhập vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, tìm về lại với cội nguồn văn hóa 5.000 năm sâu sắc vững mạnh của đại gia đình họ Hoa. Các nhận thức sai tác hại quá nặng này đang làm suy yếu cuộc kháng tàu của toàn quốc dân Việt. Chúng ta hãy nhìn vào nỗi mong Tân Cương Tây Tạng quằn quại 60 năm qua. Formosa, vùng Áng Hà Tĩnh đang dễ chết thì điều đạo lũ để hiểu rõ sự thực chính xác là như thế nào. Dựa vào ba xảo ngôn này để ngăn cản dân thuộc quyền mình biểu tình thì dù là ai cũng phải chịu trách nhiệm rất nặng của dân tộc. Nhiều vị quân có vườn cờ này đến cờ khác để phủ tái phò mặc quốc dân Việt cho tàu cộng, thì dù mấy ngàn năm sau các vị ấy có thể an bình lương tâm trước tổ quốc và trước đứng tàu hòa không? Một số vị thì từ 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm nay chỉ quen đầu tranh trên bàn phím. Tổ chức của mình không sẵn lực lượng giảm xuống đường, nay viện cớ vì tập hợp quốc dân Việt không minh dân rõ ràng, mỉa mai cho đây là bẫy lừa của cộng sản, gây tác hại trái ngược cho quốc dân. Thì quý vị đó cần suy nghĩ lại liệu khi đấu tranh cần phải khôn ngoan chọn lấy một chiến thuật phù hợp thì có nên không. Cho nên việc không minh danh tên tuổi của 6 tổ chức quốc nội nòng cốt của tập hợp quốc dân Việt ra công luận, việc không minh danh này chúng ta coi là khôn ngoan cần thiết lúc này, để tất cả các lãnh đạo của các tổ chức này bình an tiếp tục hướng dẫn cuộc tập tổng biểu tình càng lúc càng đông trên 30 tỉnh thành cả nước rồi, và có những tuần đã lên đến khoảng 120 nơi, thì lấy ai ra mà điều hành giúp đỡ dân? Nếu họ minh dân tên tuổi ra thì họ còn bình an để tiếp tục hướng dẫn dân không? Chúng ta dịp này cũng nên nhận thức thật dứt khoát rằng nếu lần này tập hợp quốc dân Việt thực tập nối kết toàn quốc dân Việt với một lộ trình khá hợp lý mà phải thất bại, thì có lẽ trước mắt 30, 40, 5 năm nữa chưa có tổ chức nào có thể tập hợp được quốc dân Việt để vừa kháng tàu thoát tàu thành công, vừa giải thoát quốc dân Việt khỏi đài tạm hòa cộng sản vô thần duy vật độc tài toàn trị suốt 42 và đến 72 năm qua. Vì thế có thể xác định một cách khách quan rằng trước mắt đây là nỗ lực cuối cùng giúp quốc dân Việt thoát khỏi đài thảm họa như Tây Tạng. Cho nên kính xin mọi người
tham gia vừa ủng hộ vừa tìm mọi cách để cho việc tổng biểu tình này sớm thành công. Tiền đây cũng xin thưa, vì nào có cách gì cứu quốc dân Việt thoát đất tàu còn một cách hữu hiệu hơn và nhanh hơn thì kính xin phải xuất hiện chỉ đường cho quốc dân Việt kẻo quá trễ rồi. Với lời kêu gọi tuần chính này, thiệt tha kính mời tập hợp quốc dân Việt hiệp thông trái tình cầu nguyện 3 ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật 28, 29, 30 tháng 4, mỗi ngày chỉ dùng một bữa ăn giản dị thôi. Nếu các chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức, các tổ chức xã hội dân sự vẫn thờ ơ lãnh đạo, bình thản buông xuôi cho tàu cộng dày xéo quốc dân Việt kết nguy ngập tàn bạo hơn, dù một ý một tấm hiệp thông quý vị cũng không có, thì lúc đó có thể phải kính mời một số trong tập hợp quốc dân Việt tự nguyện mỗi ngày chỉ dùng một bữa giản dị suốt cả tháng. Nếu nay mai các nội kết viên của quốc dân Việt không thể tiếp tục hướng dẫn cuộc tập duyệt trong biểu tình kháng tàu và dân chủ hòa Việt Nam được, thì kính xin toàn thể các chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức, các tổ chức xã hội dân sự và toàn thể quốc dân đồng bào phải chung sức gánh vác công việc nửa chừng này, trước lương tâm, trước lịch sử và trước tổ quốc. Cùng với các bạn trẻ thân mến, nếu hôm nay tất cả các bạn trẻ không quyết tâm thắng giặc tàu vòng, thì đề nghị các bạn đừng lập gia đình, kẻo phải sinh ra những đứa con chắc chắn nô lệ tàu vòng. Các em sẽ khổ nhục gấp 10 lần chúng ta hôm nay. Án tử hình, án chung thân, án tù đày và cuộc sống nô dịch đang đợi các em. Các em càng quật cường chống nô dịch thì càng bị tàu cộng đàn áp thô bạo, khổ nặng gấp 10 lần chúng ta hôm nay, không thể thoát. Cứ nhìn vào nỗi đau quá thê thảm của nỗi Mông Tân Cương Tây Tạng thì chúng ta hiểu rõ liền. Dịp kỷ niệm 42 năm và 72 năm đất nước chúng ta phải sống dưới chế độ lệ thuộc tàu cộng và dưới chế độ cộng sản độc tài toàn trị khắc nghiệt, chúng ta cần có những lời động viên và kêu gọi nhau để mong sao càng ngày càng có những cuộc biểu tình đông hơn và sớm thành công hơn. Xin kính chào và xin cảm ơn. Vâng, Lạc Việt xin kính cảm ơn Linh Mục Tadio Nguyễn Văn Lý là nối kết viên của Tập hợp Quốc dân Việt công bố lời kêu gọi tuần lễ thứ 9 tổng biểu tình cứu nguy tổ quốc.